Hôm nay đã đổi mày chưa? Rồi. Giờ mình sẽ xem bài tập của bạn nhé. Cái phần listening thì nói chung là mình đã làm đúng rồi nhá. Ở nhà con nghe listening được bao nhiêu lần? Con nghe câu 1 câu 2 là 2 lần, còn từ câu 3 đến câu 6 là 3 lần, câu 7 là 2 lần. Nói chung là số lượng lần nghe ít hơn mà cái số lượng đúng của mình nó cũng đã nhiều rồi đúng không? Tiếp nhá, cái phần xem cái phần con có sửa lại bài này không? Lúc mà lần 2 làm ấy, bài reading ấy. Con có. Có à? Và mình xem thử nhá. Đáp án đây. BAB này. Xem nào. Mình là AAB này. Thế là mình đã bị sai câu nào đấy? BAB sai câu câu 11 đúng không? 11 này. A B A. Thế là mình sai 11 và 13 nhá. Nhớ cho cô này, ghi lại hộ cô là 11, 13 nhá. Phải 11, 13. Đúng. B A B A 14 chứ, 14, 14. Sai 11 và 14 đúng không? Ở đây cô đã thấy là con sửa lại câu 12 là con đã sửa lại đúng rồi này. 12 bạn sửa lại được rồi này. Bạn sai, vừa nãy bạn sai câu 16, bạn chọn là gì đây? Vừa nãy bạn chọn 16 là B, bây giờ bạn sửa thành A, nghĩa là con sửa hai câu lại đúng không? Thế thì... Nhưng mà, à đâu, con sửa 3 câu chứ, vừa nãy câu 14 của con đúng đấy. Nhưng bây giờ 14 của con lại thành sai. Đấy. Nhưng mà về cơ bản là cái số lượng câu nó vẫn giảm, nó vẫn giảm 1, vừa nãy sai tổng là 3. Vừa nãy sai tổng là 3, bây giờ sai tổng là 2, là câu số 11 và 14 này. Bây giờ mình xem 11 nó nói gì nhá. In August, vào mùa, à vào tháng 8 này, 4 people visiting the center together by car would pay more than 2 people. Nghĩa là nếu 4 người đúng không? Mà đi thăm cái trung tâm này với nhau, đi ô tô ấy, thì sẽ phải pay more, là phải gì giả nhiều tiền hơn là đi hai người đúng không? Xem nó bảo gì nhá. Fee for car with four people, each extra person is fees to be paid at main office. The center is not a private club. Cái thông tin ở đấy là nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Chỗ 2 season. Chỗ 2 season à? Ở trên. Ở cái phần là cái phần cạnh chữ low season. Have high entrance. Hai. 3 đô một xe này. Nghĩa là câu này là như nào nhỉ? Nó bảo là gì? Fees are for car with four people, nghĩa là đây là những cái phí này này, đúng không? Dành cho 4 người nhá. Bạn hiểu câu này chưa? Fees are for car with four people, nhá, nghĩa là ví dụ nhá, những cái số này này, 3 này, hay là 2 này, hay là 3 nhá, đúng chưa? Tất cả đều dành cho gì? 4 người. Extra person, phải đọc cái chữ extra đây này, là 50, là 0,5 đô. Nghĩa là nếu như mà 4 cộng 1 đúng không? Thì mới thêm không, mới thêm gì? 50 pence. Có hiểu không? Nghĩa là nhá, 4 người thì giá, nghĩa là
giá đây là giá ổn định nhá, giá fix, giá ổn định cho 4 người đấy. Còn nghĩa là khi nào mà ví dụ cứ thêm một người là cộng thêm 50 pence. Nghĩa là khi nào phải 5 người mới cộng thêm này, hay là 6 người thì lại cộng thêm. Đấy, hiểu chưa? Còn tất cả những cái giá này là cho 4 người. Còn khi nào gì phải extra là thêm cơ. Đấy, nghĩa là phải đến bắt đầu từ 5 người đổ lên bắt đầu mới gì thêm phí. Hiểu chưa? Đấy. Thế thì mình thấy là từ gì nhỉ? July đến September là từ tháng 7 đến tháng 9 đúng không? Nghĩa là bao gồm cả tháng 8. Tháng 8. Yes. Thì nó vẫn chỉ là 3 gì? Vẫn là 3 bảng thôi đúng chưa? Đấy, không hề tăng. Nói chung là những cái bài này có biện là khó hiểu nhỉ? Tiếp câu số 14 này. Nó hỏi gì đây? The center has special equipment for people who are learning to windsurf. Bây giờ cô yêu cầu con dịch cho cô câu đấy ra. Có cái trung tâm gì có cái equipment là gì, học rồi nhá, học mấy lần rồi, cái đồ dùng, cái đồ dùng đặc biệt cho những cái người mà người gì đấy, học gì, người học cái lướt ván, lướt ván buồm, lướt ván buồm đúng chưa? Cái từ equipment nhớ con nên dùng từ là các cái thiết bị nhá. Đấy, thiết bị hoặc dụng cụ cũng được. Nói chung là bạn dùng gọi là cũng tạm tạm, đúng rồi đấy. Thiết bị hoặc dụng cụ đặc biệt dành cho những người học windsurf. Thế ở đây đáp án của nó là A này, là đúng không? Bây giờ mình xem nhá. Đây, windsurfing đúng không? Beginner windsurfing courses are offered on Saturdays and Sunday when the weather is good enough. Learning to windsurf is a lot of fun. The excitement when you sail across the water for the first time is not easily forgotten. Boards with small sails are available for beginners. Thế thì ở đây nhá, câu này cái mà special equipment của nó chính là boats with small sails. Nghĩa là ví dụ như là nó sẽ có những cái thuyền nhỏ cũng như là những cái gì nhỉ? Các cái buồm, các cái ván nhỏ dành cho những người gì nhỉ? Người mới bắt đầu. Đúng không? Có nghĩa là như nào nhỉ? Ví dụ như là bình thường bạn chỉ có một cỡ chẳng hạn. Bình thường bạn chỉ có một cỡ to như này. Nhưng mà đối với những người mới bắt đầu thì người ta sẽ có những cái như nào nhỏ, đúng không? Đấy, để người ta gì nhỉ? Giúp cho cái việc tập luyện nó dễ hơn. Đấy. Thế thì thực ra những cái bài này là những bài rất là khó đấy. Cô phải công nhận là như thế. Và thực ra nó cũng không liên quan nhiều làm đến cái IELTS. Thật sự là như thế. Nhưng mà thôi, mình cứ học đi. Đấy. Học bài khó một tí thì coi như là nó có một chút gì nhỉ? Cái thử thách, đúng không? Rồi nói chung là mình cũng đã cố gắng để mình làm đúng hơn. Tiếp tục nhá. Bài đọc, bài viết ở đây thì như cô đã nói là sai từ nào đấy nhỉ? Homework, đúng không? Đấy. Phải bỏ gì? Bỏ cái chữ S để đi. Bỏ chữ S. Nhớ kỹ homework là không đếm được, nhớ chưa? Đấy. Mấy cái cứ housework, homework ấy là không đếm được. Con cần phải ghi cái đấy vào, quan trọng đấy. Bởi vì là cô thấy rất nhiều bài tìm và sửa lỗi sai nó có phần đấy đấy. Nghĩa là nó cố tình, ví dụ I have ví dụ many homework, hay là ví dụ I have three homework, hay là cái gì đấy.
thì nó không phải. Khi mà bạn muốn nói ý bài tập về nhà mà nói là có 3 bài tập về nhà, bạn phải dùng từ gì? Exercise chứ bạn không dùng từ homework nhá. Homework và nó là một từ chung, được chưa? Đấy. Nghĩa là con có rất nhiều bài tập, ví dụ như là mình có thể hiểu là bài môn toán, môn văn, môn tiếng Anh. Đấy, nó là nói chung, còn khi con nói là tôi cần phải làm một bài tập tiếng Anh, nói rõ là bài tập số bao nhiêu thì mình sẽ dùng từ exercise chứ mình không dùng từ homework. Bạn hiểu chưa? Cứ như vậy. Tiếp này, I will tell you the wonderful of Minecraft thì thực ra câu này nhá cũng được thôi, nhưng mà tốt nhất là mình nên đang làm ở trình độ thấp, đang làm ở trình độ cơ bản ý, thì nên làm đúng những cái ngữ pháp cơ bản. Thế thì wonderful nó là gì? Từ loại là gì? Một tính từ. Đúng rồi, thế thì tính từ thì bạn nên có gì? Một danh từ đi phía sau. Thế thì bây giờ con thử bịa ra một cái gì xem nào. Tôi sẽ nói cho bạn về một cái gì đó wonderful đây. Of Minecraft. Đơn giản thôi, chỉ nói là tôi sẽ nói cho bạn gì? Những điều tuyệt vời. Thế từ điều thì là gì? Wonderful team. Đúng rồi, things. Đúng chưa? I will tell you the wonderful things of Minecraft. Nói chung là con nên cố gắng viết theo lối ngữ pháp cơ bản và chính xác trước cái đã. Chứ thực ra nhé, nếu như con nói văn nói hàng ngày con nói the wonderful cũng được. Nhưng theo cô khi viết tốt nhất là nên đảm bảo ngữ pháp thật chuẩn. Bạn hiểu chưa? Để mình không khi đi viết nhá, hay khi đi thi đừng bao giờ sáng tạo quá, đừng bao giờ làm những cái gọi là risky, nguy hiểm. Mình không việc gì phải mạo hiểm cả. Được chưa? Bây giờ mình muốn là gì? Mình viết thật chuẩn để an toàn, nên làm theo phương pháp an toàn. Khi nào mà con viết theo kiểu con viết để sáng tác, để cho vui chơi hay là để làm gì thì con mới nên mạo hiểm. Còn những bài mang tính chất để đi thi đừng bao giờ mạo hiểm. Tiếp, từ congratulations viết sai đây này. Sai đâu? Hiểu cái gì đấy? Congratulations thì sai đâu? L. Hiểu chữ L đúng chưa? Đấy. Nhìn thấy không? Vừa đánh chữ L nó mất mất cái gạch gạch ở dưới. Cái gạch ở dưới chính là cái soát chính tả ấy. Đấy. Thế hôm quốc có nhìn thấy tại sao nó bị gạch đấy không? Vì nó đấy, thế là nếu như con có cài cái mà soát chính tả ở trên máy không? Nên nghĩa là nó sẽ, nhưng mà nó chỉ soát chính tả tiếng Anh thôi nhá. Đấy, nó soát chính tả tiếng Anh. Còn cái chữ Minecraft tại sao lại bị gạch? Bởi vì đây là một cái tên riêng, con hiểu không? Cái một cái tên trò chơi tên riêng ý. Thì nó gạch thì mình không để ý cái đấy. Nhưng những cái từ mà mang tính chất gì, từ vựng ngữ pháp bình thường này này mà bị gạch thì phải xem lại, có thể là có lỗi sai, có thể là viết sai chính tả. Đấy. Nên cài vào cái phần cái gì gì đó. Nói chung là cài. Cái phần này nói chung là cô thấy là làm cũng ổn hơn rồi đấy. Ít lỗi hơn. Nói chung là có nhiều tiến bộ. Xem phần dưới phần grammar trước nhá. Câu này đúng rồi này. Câu này đúng rồi này. Câu này đúng rồi và câu cuối sai, câu 36. Rất dễ sai câu 36 nhá, như nào đây? Nó cực kỳ là tricky, cực kỳ là mẹo luôn. Đoán ra tại sao sai không? Không, không. Con chưa nhìn con đã bảo không. Bây giờ con nhá, muốn biết tại sao câu đấy sai phải đọc thật kỹ câu đề bài. Nhớ cho cô là nó phải gì? Đồng thống nhất nhau về mọi mặt ngữ pháp chứ. Bây giờ đề bài nhìn kỹ xem động từ đi, nhìn động từ đề bài xem nào. Hiện tại Thế nghĩa là như nào đấy? Đây là thì gì? tại Hiện tại á? đường đường Nhìn câu 36, nhìn đề bài của cô cơ mà. Câu đề bài cơ mà. Didn't là thì gì? thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Tại sao bây giờ đến mức đến đỉnh mà vẫn còn đang u ớ thế nhở? Thế còn câu này là thì gì đây?
Hiện tại. Thế thì đã đúng chưa? Đang một cái quá khứ, cái hiện tại thì chắc chắn là sai rồi. Đáp án nào mới đúng đấy? C. C đúng rồi. Đấy. Có nghĩa là cái A và cái B thì nó đúng về mặt thì nhưng lại sai về mặt nghĩa. Đúng chưa? Đấy. Nhớ kỹ nhá. Khi làm bài, ngoài mặt nghĩa ra phải xem xét đến cả động từ của nó để xem thì gì nhá. Đấy. Vậy phải là câu C. Câu này nhá, rất dễ bị lừa nên rất cẩn thận. Không khó nhưng lại dễ bị lừa. Tiếp này. Bây giờ hỏi từ complain nghĩa là gì? Giải thích. Sai. Explain mới giải thích chứ. Bây giờ con tưởng tượng như là con cứ làm bài tập sai nhiều mà cô complain, thì nghĩa là cô đang gì đấy? Ví dụ cô bảo là thế mà cũng sai được à? Thì đấy gọi là một câu như nào? Than phiền. Than phiền, được chưa? Nào còn quên, lại ghi lại lần nữa. Lại ghi lại. Con phải nhớ nhá. Giáo viên bây giờ, nói chung là đây là thế hệ 4.0 rồi. Giáo viên không còn làm công việc đọc cho chép hay là gì nữa đâu, mà người ta có cái nhiệm vụ rất quan trọng là gì? Bắt con phải dùng cái tư duy, cái suy nghĩ thật nhiều, nghĩ ra hết cỡ đi cái đã rồi mới được phép gì? Trả lời và mới được phép nói là không làm được. Ví dụ như câu 36 ấy, đầu tiên cứ bảo là không làm được, vừa mới nhắc là nhìn kỹ vào động từ đi là sẽ nhận ra ngay. Mình phải luôn luôn nghĩ thật kỹ, cố hết sức rồi mình mới bắt đầu nhờ đến sự giúp sức của người khác, nhớ chưa? Luôn luôn là như vậy. Đấy là cái công việc của giáo viên ấy, là phải ép các bạn gì luôn luôn cố hết sức mình cái đã rồi mới được nhờ đến giáo viên. Tiếp này, câu số 19 nhá. Take part in, bây giờ dịch cho cô, take part in nghĩa là gì? Nó có nhiều cách. Nhiều cách ở đâu? Cô hỏi như thế tại sao bà này làm đúng đúng vậy? Làm đúng mà không hiểu là... Take part là cách. Cách đâu? Take part in cơ mà, cả cũng take part in là gì? Ở diễn ra. Nào, không không, take place mới là diễn ra. Take part in cơ. Nào, có biết từ participate không? Không. Không biết luôn. Thế có biết từ join không? Có. Nghĩa là gì? Đấy, ghi vào đi làm ơn. Không biết cái này là chết dở đấy nhá. Vì bài cái từ take part in này là xuất hiện từ hồi lớp 7 đấy. Mà cô để ý là từ lớp 7 đến lớp 9 nó cứ xuất hiện liên tục. Và nhớ take part in bằng participate in bằng join nhá. Chuẩn bị tinh thần đi lan nữa, chuẩn bị cô lại hỏi lại một loạt từ mới đấy. Cô bật mấy cái bài cũ lên cô hỏi đấy. Ai cả. Tiếp này, charity nghĩa là gì nhỉ? Từ thiện. Đúng rồi. Và nếu như mà một khi đã check phát in bằng với từ involve thì cũng hiểu luôn là ví dụ involve nó nghĩa là dính dáng vào nhá. Dính dáng vào thì cũng có nghĩa là gì? Mình có thể ghi luôn là bằng với gì nhỉ? Là tham gia vào, be involved in nhá. Đấy, bạn có thể ghi luôn cả cụm đấy vào. Viết mấy cái gì nhỉ? Mấy cái từ đồng nghĩa vào. Ok. Tiếp hỏi nhá, biết từ grateful nghĩa là gì không? Be grateful to something biết là gì không? Không thì ghi nhá. Something or someone nhá. Là biết ơn ai. Biết ơn ai nói chung hoặc cái gì ấy. Đa số tất nhiên là thường biết ơn là biết ơn người nào đó.
Ví dụ nhá, lấy một ví dụ này. I'm gì đây? Very grateful to her. Là tôi rất gì? Biết ơn cô ấy. Được chưa? Đi đi. Rồi. Tiếp này từ trái nghĩa nhá. Dangerous là safe. Câu này thì rất là dễ rồi. À, hỏi lại một từ hôm nọ vừa học đây. Suitable nghĩa là gì? Vừa học hôm nọ nhá. Không phải học mà gọi là ôn lại đấy. Trong cái bài nói về cái bài hay cái bài part 2 speaking ý, hay có từ what is the most suitable activity hay là what is the most suitable way gì đấy. Thế suitable nghĩa là gì? Nào, trước khi trả lời nhá, cô Hùng hướng dẫn đây. Nghe kỹ. Con thường gặp từ này nhá. Trong cái bài part 2 speaking, con còn nhớ cái bài mà người ta sẽ cho con, ví dụ như là một như hồi bài hôm trước nói về cái người lái xe bị buồn ngủ ấy. Có nhớ không? Người ta sẽ cho con các cái cách, đúng không? Bắt con thảo luận các cách và người ta bắt con tìm ra cái suitable, cái một cái suitable nhất thì là gọi là cái gì? Hoặc là con còn nhớ cái bài như này không? Cô sẽ chỉ gợi ý thôi, cô không nhắc đâu nhá. Nghe kỹ đây. Cái bài mà lớp của em muốn đi ra bãi biển ý. Và sau đây là một số các hoạt động mà các bạn có thể làm. Đấy. Thì bạn hãy chọn ra cái hoạt động suitable nhất cho lớp mình là hoạt động như nào? Tuyệt vời nhất. Không. Khi mà bạn bàn luận nhá, bạn phải bàn luận về những cái xấu này, những cái tốt của từng hoạt động đúng không? Những cái điều gọi là lợi ích và những điều bất lợi của từng hoạt động này. Vậy thì bây giờ khi bạn đã chọn được một cái gọi là nó kiểu gọi là như thế nào nhất với lớp của mình nhỉ? Nghĩa là bây giờ các bạn lứa tuổi ví dụ 15 tuổi chẳng hạn. Phù hợp. À đúng rồi, phù hợp. Nào ghi lại lần nữa. Nên là nhớ cho cô từ nay trở đi là cô sẽ cố gắng hết sức để không nhắc con đâu. Nghĩa là chỉ gợi ý thôi. Ghi là tính từ nhá. Buộc mình phải dùng não đúng không? Còn nhớ tôi thích học môn toán vì phải dùng não không? Cho học môn tiếng Anh cũng phải dùng não nhiều. À còn cái câu 22 cô nghĩ là ở nhà con đã tra từ điển rồi đấy, nên hỏi này swiftly nghĩa là gì? Nhanh chóng. Đúng rồi, nhanh chóng đúng không? Thế thì có nghĩa là at a low speed là một cái nó thấp. Chậm, cách chậm chạp. Yes. Thế tiếp nào, hỏi unexpectedly nghĩa là gì? Thử đoán đi. Hôm nọ mình có học từ expect nhá. Có nhớ expect nghĩa là gì không? Nghe đây, expect nó bằng với cả look forward to. Thế thì nghĩa là gì? Mong đợi. Đúng rồi, mong đợi hay trông đợi đúng không? Hay là đợi đấy. Hoặc là kiểu như là ví dụ tôi hoặc là mong đợi trông đợi này, hoặc là kiểu như là có thể gì đây ngờ được đúng không? Nghĩa là khi mình ngờ một điều gì, nghĩa là mình trông đợi nó sẽ xảy ra, nghĩa là tôi đã ngờ được điều đó, nghĩa là tôi thực ra là mình đã đang trông đợi nó xảy ra đấy. Được chưa? Thế khi có ăn đứng trước thì nó sẽ biến câu này nghĩa là gì? Nó sẽ trái nghĩa thì không ngờ đến. Đúng rồi, thì unexpectedly là gì? Không thể ngờ đến. Được chưa? Không ngờ đến được. Nên là con nhớ cho cô đây, học tiếng Anh nhá, nó phải như thế. Đôi khi bạn không biết từ đấy là gì nhưng bạn chỉ biết từ expect thôi. Nhưng mà bạn hiểu là à, khi có cái tiền tố ăn đứng trước, nó sẽ làm cho từ đấy bị trái ngược nghĩa. Đúng chưa? Đấy. Rồi khi có đuôi ly thì nó sẽ thành gì? Trạng từ. Đấy. Mình phải hiểu làm như thế. Chứ còn nếu như mà để mà học hết từ, không học hết được đâu, đôi khi phải mẹo thôi. Câu số 3 này. Câu số này nhá. Attach. Cherry. Cái này không phải là attacker đâu nhá. Attach. Charity này.
Exchange vậy là giống nhau, phải là từ technique nhá. Nào sau này muốn làm tech đúng không? Thế mà lại để sai học sai. Tech này là ca cơ mà, phải là, hiểu chưa? Tech. Sau này bạn muốn làm trong ngành tech đấy, nên làm ơn phát âm từ tech cho nó đúng nhá, không đọc là tech là xong luôn đấy. Loại từ vòng gửi xe luôn đấy. Nhà tuyển dụng người ta nghe thế đọc cái từ chuyên ngành mà còn phải đọc sai là xong. Tiếp tục đây. Nào bây giờ hỏi nhá, câu số 2 đây, recognize nghĩa là gì? Nhận học diện. Đúng rồi, nhận ra, nhận diện, hoặc là nếu như mà trong trường hợp nào nhá, UNESCO has recognized Hạ Long Bay as a World Heritage. Thế thì trong câu đấy thì cái từ recognize nghĩa là gì? Ví dụ UNESCO nhá đã recognize Hạ Long Bay là một di sản thế giới. Thế thì trong trường hợp đấy từ recognize nghĩa là gì? Nghe thời sự nó có những cái câu đấy suốt. UNESCO đã recognize. Bài này học lớp 7 đấy nhá. Lớp 7, lớp 8 cũng có. Hoặc là con biết nghĩa tiếng Việt của nó nhưng mà con lại quên tiếng Việt nó là gì. Công gì nhỉ? Công nhận. Công nhận, đúng chưa? Đã được công nhận. Ừ. Thế là mình nhớ là recognize là ví dụ nhận diện, nhận ra hoặc là công nhận. Đấy. Tiếp promise, quá dễ, nghĩa là gì? Hứa. Hứa, đúng rồi. Câu số 3 nhé, mình phải là cái từ này này, nomad. Nomad là âm nhất, còn ba cái từ này đều là âm hai nhá. Oblige, oblige, aware, adore. Đấy. Còn nhớ nomad là gì không? Học ở lớp 8 rồi. Là du mục, du mục. Đúng rồi. Profession, cái này âm 2 đúng rồi này. Official âm 2 này. External và cái này là carnival âm thứ nhất đúng rồi này. Carnival là carnival thôi đấy, đúng không? Cái carnival kiểu lễ hội ấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xem cái bài nghe của bạn nhá. À bài nói. Bài nói thì cô thấy ở đây là cô nhận xét là nói chung là con đã biết cách miêu tả một bức tranh, cũng như là con có cái sự trôi chảy tốt hơn bài hôm nọ. Nhưng có một số lỗi ngữ pháp thì bây giờ mình sẽ xem. Trước khi mà xem, cô muốn hỏi là bài này là con ghi ra vở rồi con đọc, hay là con chỉ kiểu gọi là viết những cái kiểu ý chính thôi, hay là con viết hẳn ra đoạn văn rồi con đọc đấy? Con có ý chính nhưng mà tính trong lúc ghi âm con nhìn cái đấy xong con diễn con tả. Nói thành câu. Ừ, chứ không phải là mình viết ra từng câu từng chữ đâu chứ gì. Ok. Nói chung là nên làm thế nhất, đừng bao giờ con viết ra thành đoạn văn, con hiểu chưa? Con chỉ nên viết ý chính thôi, đừng bao giờ viết đoạn văn. Bây giờ nghe nhé. Nó sao nhỉ? In the picture one, I see two people are riding a bike on the road. Câu này con nói như thế này nhá. I see two people are riding the bike đi. Riding the bike on the road. Rồi, thực ra câu này khi con đi thi, nếu chỉ là trình độ PET thôi ý, thì người ta sẽ ok con nhá. Nhưng con nhớ là bây giờ mục tiêu của con không phải là đi thi PET đâu. Cô nghĩ là con thường người ta không mấy khi đi thi PET đâu, người ta muốn đi lên luôn IELTS. Thì câu này không đúng. Và thậm chí là kể cả nói về mặt ngữ pháp để mà đi thi ở lớp thôi cũng không đúng. Không đúng ở đâu, thừa chữ nào đấy. Giờ. Không, bây giờ cô hỏi nhé, câu này chủ ngữ là câu nào, là từ nào? Ai. Ai này, động từ là see này, thế two people nó mang nghĩa là gì? Sau động từ thì đấy là từ gì? Tân ngữ. Thế tại sao sau tân ngữ lại được phép có một động từ kiểu này được? Đúng không? Phải là gì? I see two people gì? Who are riding chứ? Hiểu không? Đây đã là hai câu rồi, phải gì nối lại? Đây là một câu phức rồi. Alo, nghe được không? Nhớ chưa? Có nghĩa là cái từ ai này nó phải đứng sau gì động, nó phải đứng sau chủ ngữ cơ.
trong khi two people lại là tân ngữ. Bạn hiểu chưa? Nên bạn cần một từ để nối lại, bạn phải dùng là who are riding. Còn nếu như con dùng cách mà lược bỏ nhá thì con phải bỏ cả a luôn, chỉ là I see two people riding the bike on the road. Hiểu chưa? Còn nếu như không thì con phải nói là I see two people who are riding. Đấy, phải là đại từ quan hệ ở đây. Tiếp tục. And they are doing exercise in the morning. They are doing exercise in the morning. Câu đấy được rồi đấy. Around there is a mountain. Nào, câu này sai ở đâu đây? Around there. Sao lại around dây được? Phải là gì? Nào, around dây sai ở đâu? Dây. Ở đây chúng ta cũng cần tân ngữ cơ, dây là chủ ngữ rồi, không phải tân ngữ. Hay là around gì? Dây. Around them, them này được chưa? Dây. Around them nhá. Với cả không đấy là around them is mà là gì nhá? There is nhá. Nói rõ ra. Around them phải there is a mountain được chưa? Ok chưa? Ôi mạng kém thế. Bật cam lên cho cô nhé. Sao lag thế nhỉ? Cô ơi, con không thấy cả cái màn hình. Không thấy cả cả cô luôn. Đã nhìn được chưa? Thế phải là around them there is a mountain nhá. Mình nghe lại nhá. There is a mountain, some tree and the river. And the river đúng không? Không, đọc là river và đọc là the river nhá. Cái từ con sông ấy phải là river. In the top of the picture, I sky blue with a lovely cloud. Mình nói là gì? In the top of the picture, there is... À là gì nhỉ? Mình chỉ có không cần say is nhá. In the top of the picture is the sky cũng được này. With a lovely cloud này. The sun are shy, that it. Không phải là the sun are shine nhá, phải là the sun are shining, được chưa? The shining. Sun are shining mới đúng chứ, không phải là the sun are shine. The sun are shine. À đâu? The sun is shining, chứ nhầm lại are shine. Nhầm với to be nhá. The sun is shining mới đúng. A wonderful morning. In the picture too, there are one family with... Lại sai, sao lại there are one family được? Sai về cái gì đấy? Câu
câu này phải là re gì nhỉ? Re is nhá. Re is one family. Tiếp này. Four people that one with a son may elder in reading room. Dad and the children are playing puzzle. The mom are reading book. Lại sai rồi. Câu 1 thì đúng nhưng câu này lại the mom are reading book. Is reading. Đúng rồi, phải là is. Tiếp này. Nên là khi mà làm bài thì cố gắng cẩn thận về cái to be nhá. And sometimes what they play puzzle. All of them are smiling. Không phải là all of them, phải là all of them nhá. All of them are smiling. I think they have a fantastic night. Ừ, ok. Nói chung là thực ra là bài lần này thì cô thấy nó cũng có nhiều cái sự tiến bộ hơn rồi. Những lỗi này thì nó cũng không phải là những lỗi quá to, nhưng con nhớ cho cô là vẫn không phải là mình không thể nào mà mình dễ dàng như nào nhỉ? Thỏa mãn với những cái như thế đúng không? Mình luôn luôn cố gắng hết sức để mình làm cho bài của mình càng ngày gì càng chính xác. Chưa cần thiết phải quá là hay, mà chỉ cần trước mắt là chính xác cái đã. Đơn giản nhưng chính xác cái đã. Đấy. Rồi. Bây giờ nhá, cô sẽ làm một bước. Là bật lại bài cũ để hỏi. Bây giờ cô muốn hỏi con từ particularly nghĩa là gì? Từ này đã biết chưa? Từ này đã biết chưa? Con có thể ghi cho cô vào nhá. Như buổi trước học rồi. Cái này nhá có nghĩa là gì nhỉ? Trạng từ đúng không? Nghĩa là một cách cụ thể nhá. Cụ thể. Thế nó sẽ trái nghĩa, ghi cho cô nhá. Trái nghĩa với generally, có biết từ generally nghĩa là gì nhỉ? Một cách gì? Chung chung đúng không? Hoặc là nhìn chung. Cụ thể với nhìn chung nó phải khác nhau. Tiếp này. Tiếp tục này, cái từ impression nghĩa là gì nhỉ? Ở cái tâm trí. Không tâm trí đâu, mind mới là tâm trí chứ, impression. Ấn tượng. Ấn tượng, đúng rồi. Bây giờ đọc cho cô từ này và dịch ra tiếng Việt xem nào.
in front. Nghĩa? Áp dụng. Ồ. Ảnh hưởng nhá. Với cả phải đọc là influence, nhắc lại thế nào, influence. Influence. Không, có như chữ L không? Có chữ L thế này. Influence. Có chữ S ở cuối nữa nhá. Influence. Được rồi, sao đọc khổ thế nhỉ? Influence, được chưa? Influence ghi cho cô nghĩa là ảnh hưởng vào. Nó có thể vừa là động từ vừa là danh từ nhá. Ai vậy? Tiếp, đọc từ này tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt. Complete, nào hoàn thành. Rồi, complete. Nào nhắc lại từ này nghĩa là gì? Đọc tiếng Anh trước. Suitable, là phù hợp. Rồi, nhớ kỹ đấy. Tiếp tục, hỏi bài cũ tiếp nữa. Nào hỏi cái từ này đọc là gì, sau rồi dịch ra tiếng Việt. Reasonable là hợp lý. Rồi. Tiếp này, từ này nghĩa là gì? Board the bus là lên xe buýt. Đúng rồi. Board đúng không? Tiếp từ này nghĩa là gì? Fare là vé, giá vé. Ok. Tiếp từ này dịch ra, đọc vừa dịch ra. Available là có sẵn. Tiếp từ này đọc vừa dịch ra. Apologize là xin lỗi. Đúng rồi, ok. Tiếp từ này nhá, đọc vừa dịch ra luôn. Minimum charge là giá cả. Charge, đúng rồi. Tiếp này, từ này nghĩa là gì? Bill, bữa ăn. Tiếp từ này. Bill là hóa đơn. Tiếp cụm này. At least là tối thiểu. Rồi. Tiếp cái này nhá. Customer là khách hàng. Rồi. Nhớ là mình sẽ phải không được nhìn giấy hay nhìn vội nữa. Tiếp. Từ này đọc lên rồi dịch. Lecture begin nó bằng với cả lesson là bài học, khóa học. Thì gọi chỉ lecture thôi chứ không cần từ begin nữa đâu nhá. Lecture thôi. Tiếp, từ này. Từ này là nhớ lại, nhắc nhở. Ờ, nhớ lại, gợi lại đúng không? Tiếp này, từ này. Để đọc đi, ví dụ như là thầy giáo gì đây quên việc chấm 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 chúng tôi về việc gì nhỉ, về việc thay đổi giờ học. Thế nghĩa là thầy giáo phải như nào, nếu như thay đổi giờ học thì thầy giáo sẽ phải announce là thầy giáo sẽ phải làm gì đấy, thông báo. Rồi, thông báo hoặc là tuyên bố, được chưa, từ announce nhá, nghĩa là thông báo hoặc tuyên bố. Tiếp này, từ này nghĩa là gì? Location, địa phương, địa điểm. Địa điểm cơ, chứ phải địa phương nhá. Địa điểm, location là danh từ địa điểm. Rồi. Con mà địa điểm. Ừ. Vừa nãy đọc nhầm thành địa phương. Có một lúc đầu ấy. Tiếp đọc cho cô từ này nhá. Đọc là secretary. Secretary nghĩa là gì? Không. Bây giờ nhá, hỏi nhá, ví dụ mà bây giờ làm ông giám đốc đi,
ông giám đốc hay có một cái cô gì đấy mà hay giúp việc, gọi là mà làm các cái việc như gọi là gì, thư ký nhá, đấy, thư ký. Đây là tên nên học tại sao nhỉ? Quan trọng mà. Ở bên Mỹ còn có nghĩa là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cơ. Rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà mình nên cần biết từ thư ký là được. Ok. À, hỏi đây từ này nghĩa là gì? Special occasion, ví dụ như là Tết is a special occasion. Nghĩa là gì đấy? Gì đặc biệt Ừ, thế nghĩa là từ này nghĩa là gì? mấy Chỉ là dịp thôi, đã gọi là dịp đặc biệt thì special là đặc biệt, thế gì thì này là nghĩa là dịp. Tiếp, cái này nào? force là có thể chia sẻ được. Ừ, hoặc là nói chung là có đủ khả năng làm gì nhá? Có đủ khả năng hoặc là có đủ khả năng chi trả đấy. Thậm chí ví dụ như là có đủ khả năng để thuê một người nào đấy, hay có đủ khả năng để làm bất kể một gì đó, chúng ta có thể dùng từ afford. Tiếp nào. Từ này. Bao Ừ, đọc lên. gồm Rồi. Tiếp nè. Từ này nghĩa là gì đây? dẫn. Hướng dẫn, đúng rồi. Còn từ này nghĩa là gì? Khả năng Rồi, tiếp từ này. vật để rule Ừ. Tiếp từ này. environment là môi trường Ừ. Tiếp từ này. từ thay thế Đọc lên to lại xem. replace Replace nhá, không phải re mà là replace. replace Rồi, tiếp tục từ straightforward nào. khó hiểu Lại khó hiểu. mạch Straight là thẳng, từ lạc dễ hiểu rồi. mạch lạc dễ hiểu Rồi. Thế phải nhớ cái từ straight nghĩa là thẳng, thì nghĩa là thẳng thắn dễ hiểu, được chưa? Cái nhìn từ straight ý. Tiếp, từ này đọc cho cô rồi dịch ra xem nào. complicated Yes. Nghĩa là gì ấy? Đã bảo là ngược với simple rồi. Hôm trước vừa mới ghi vở đấy. à, phức Phức tạp, được chưa? Đấy. Nốt cái nữa rồi nghỉ nhá. Bà thỉnh thoảng là cô cứ hứng lên là cô lại kiểm tra lại bất kể đây xem ở nhà có học không. Là câu hỏi tiếp từ này nghĩa là gì nào? lời khuyên Rồi, advice nhé, phải đọc to tiếng Anh lên trước cái đã. wow. Tiếp từ này. Hobby Tiếp từ trên nó, từ này. teenager thiếu thiếu niên Hỏi thiếu niên là từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi đấy? từ 13 tuổi đến 19 tuổi. Tiếp từ này. Compare giới thiệu Giới thiệu gì đấy? Đây là ví dụ tưởng tượng nhá. Đây, ví dụ có hai quyển sách đúng không? Đấy thì con nghĩ chứ.
Quyển này đẹp hơn nhưng mà lại đắt hơn, rồi quyển này rẻ hơn nhưng mà lại chán hơn, xấu hơn, nghĩa là con đang làm gì giữa hai cuốn sách đấy, con đang như nào đấy? Nhận xét Không, khi mà cứ có cái từ hơn với hơn hơn ý, gọi là đang làm gì đấy? Ví dụ quyển sách A đẹp hơn quyển sách B, quyển sách A so đắt hơn, sánh. so sánh được chưa? Là cần ghi không? Compare, động từ ghi vào, không cho lười đâu. So sánh nhá. Compare, động từ so sánh. Rồi. Ok, thế thì cô chỉ kiểm tra đến đấy thôi. Hôm sau nhá, làm bài thì cố gắng hết sức cái bài viết nhá, đừng để sai nữa nhá. Hoặc là sai chỉ nên sai 1 đến 2 lỗi thôi, đừng bao giờ để đến 3 lỗi, được chưa? Vì bài rất ngắn, chỉ có 100 từ. Ok, thank you and see you next time, bye Bye bye. Have a good night. bye. Ok, thank you. You have a good night too.